Trong bài học thứ 12 này, chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp while để tính toán các cái tổng như chúng ta đã từng làm ở vòng lặp for. Đối với vòng lặp while thì ngoài các cái chuyện nó có thể thực hiện như đối với một cái vòng lặp có số bậc lặp xác định ở vòng lặp for, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng while trong cái trường hợp là điều kiện dừng hay là số bậc lặp là không xác định được từ đầu. Thì cái nội dung học của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện lại hai cái kỹ thuật cơ bản đối với cái vòng lặp, đó là kỹ thuật cộng dồn và kỹ thuật thay đổi bậc nhảy, nhưng với hai cái tổng mà chúng ta đã làm với vòng lặp for. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ học cái cách sử dụng cái vòng lặp không xác định như thế nào. Chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp mới ở trong cái package chứa hai dòng lệnh. Giả sử chúng ta đặt tên là task one. Chúng ta có đây là một chương trình chỉnh. Bây giờ chúng ta thấy rằng là để mà tiến hành cộng một cái cộng dồn với cái chuỗi đầu tiên là s bằng 1 cộng 1 phần 2 vân vân, chúng ta có hai biến. TN và biến thứ hai là bậc nhảy là y. Vậy bây giờ trong cái bài kỹ thuật cộng dồn của chúng ta, chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái biến tiếp theo nữa, đó là một cái biến lưu tổng s1 bằng 0. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là giả sử chúng ta cho n bằng 100 chẳng hạn, vậy thì bây giờ chúng ta tiến hành cộng như thế nào? Chúng ta đầu tiên chúng ta gán ý cũng là bằng 1 và chúng ta nói kiểm tra điều kiện như sau: trong khi mà y còn nhỏ thua hoặc bằng n, tức là y đi từ 1 tới 100 đấy, thì chúng ta phải làm một cái việc là gì ạ? S1 sẽ bằng S1 cộng với 1 trên y. Vậy thì đây là cái phép chia có lấy phần nguyên, để lấy số thực thì chúng ta phải tiến hành ép kiểu. Sau đó chúng ta tiến hành y bằng tăng bậc nhảy y bằng y cộng 1, và cứ như vậy chúng ta ghi kết quả ra màn hình. Và tổng thứ nhất là S1 bằng, và chúng ta cộng với S1. Chúng ta có thể tiến hành chạy chương trình, kết quả tương tự như với for, đúng không ạ? Chúng ta kết thúc. Bây giờ với cái kỹ thuật thay đổi bậc nhảy thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái biến tổng S2, đầu tiên chúng ta cũng gắn bằng 0 và bây giờ y chúng ta cũng cho về bằng 1 là. Bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào? Trong trường hợp mà đối với đây là số lẻ, do đó chúng ta giả sử chúng ta cho n bằng 99 giống như bài về vòng for, thì chúng ta sẽ nói là trong trường hợp y vẫn còn nhỏ hơn bằng n thì chúng ta tiến hành cộng như thế nào? Chúng ta tiến hành là S2 bằng S2 cộng với y, đồng thời y sẽ bằng y cộng 2, tức là bây giờ nó không phải nhảy một đơn vị mà là nhảy hai đơn vị để luôn luôn đảm bảo đó là số lẻ, đúng không? System out print line. Tổng thứ hai là S2 bằng, chúng ta xuất kết quả ra màn hình. Thì như các bạn thấy là kết quả của chúng ta hoàn toàn tương tự như vậy, như vậy vòng for. Thì ở đây chúng ta có đặt ra một cái vấn đề như sau. Vậy thì trong trường hợp mà n được nhập vào từ bàn phím thì như thế nào? Tức là chúng ta không nhập cái số n, số lẻ này bằng cái phép gán mà chúng ta nhập từ bàn phím. Vậy thì lỡ người dùng nhập là một số chẵn thì sao? Hoặc người dùng nhập là một số số âm thì như thế nào? Thì trong các trường hợp đó thì chúng ta cần phải yêu cầu người dùng nhập lại. Về cái cách làm mà lặp lui lặp tới như vậy thì đó là cái bậc lặp mà có số bậc lặp không xác định, vì chúng ta không thể xác định trước là sau bao nhiêu lần nhập thì người dùng sẽ nhập thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Do đó vòng lặp while sẽ rất là hữu ích trong những cái trường hợp như thế này. Và để làm như vậy thì chúng ta có thể tiến hành làm như sau. Chúng ta có thể tạm thời không cần thiết phải chạy cái tổng thứ nhất này nữa, chúng ta bôi đen.
Và bây giờ để làm như vậy thì các bạn nhớ là trong cái phần xuất nhập chúng ta cơ bản đầu tiên đấy thì chúng ta thấy là chúng ta có cái scanner vân vân nhập vào một số nguyên rồi tiến hành chuyển kiểu thì chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật này. Trong cái bài này chúng ta sẽ ghi ra màn hình một cái câu thông báo, đúng không ạ? Chúng ta ghi ra màn hình câu thông báo thì trước tiên chúng ta sẽ có scanner. Cái scanner SC bằng new. Và chúng ta sẽ có là system in. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi ra màn hình một cái câu thông báo là xem thử đề nghị người dùng nhập vào bao nhiêu lần, nhập vào một cái số nguyên dương lẻ chẳng hạn. Thì bây giờ để làm như vậy thì chúng ta, nhưng mà người dùng vẫn có thể nhập vào số chẵn hoặc số âm, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải lặp lui lặp tới cho đến khi nào thỏa mãn điều kiện thì các bạn có thể sử dụng một kỹ thuật sau, tức là chúng ta sử dụng một cái biến logic và là một cái cơ kiểm tra. Và giả sử chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ cho là false, thì cái vòng lặp của chúng ta sẽ lặp lại như sau: chừng nào mà cái cơ phụ định của cái cơ này mà vẫn còn nhận giá trị true, tức là cái cơ nhận giá trị false, thì chúng ta vẫn phải viết cái câu thông báo này ra màn hình system.out.println nhập số nguyên dương là n bằng, và như vậy chúng ta sẽ có cái string input sẽ bằng sc.nextline. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành n sẽ bằng integer, rồi chúng ta tiến hành ép kiểu, đúng không ạ? Ở đây có đường vàng vàng này, chúng ta có thể nhấn on enter. Đây, chúng ta có thể bỏ qua cái này. Vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện về cái giá trị của n nhập được này. Thì chúng ta sẽ nói là nếu như mà n dương và tức là n là phải số nguyên dương lẻ, thì đầu tiên n phải dương cái đã, đúng không ạ? Và sau đó n là một số lẻ, thì có nghĩa là n mà chia lấy phần dưới cho hai thì sẽ phải khác không. Mà nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ gán là flat là bằng true, còn không else thì flat bằng false. Ở đây có bạn sẽ nói nếu thật ra trước khi vào vòng lặp thì flat đã bằng false rồi, ở đây không cần gán cái này thì cũng được, cái đó là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên chúng ta thấy là vì chúng ta sẽ học thêm một cái cú pháp về hỏi hay chấm cái câu việc if else rút gọn ấy, thì chúng ta viết như thế này để tí nữa chúng ta sẽ thay đổi cái câu lệnh này thành một câu lệnh ngắn hơn. Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu lệnh này phát hiện ra là dư thừa, đúng không ạ? Thôi thì chúng ta tạm thời chấp nhận như vậy. Thì bây giờ khi nếu mà ra khỏi vòng lặp này thì n sẽ luôn luôn đạt nhận một cái giá trị là lẻ và nguyên dương, thì như vậy chúng ta không cần thiết phải gán như thế này nữa, chúng ta xóa đi. Thì bây giờ chúng ta tiến hành chạy chương trình. Tuy nhiên các bạn phát hiện thấy ở đây là có cái gạch đỏ dưới chân của n, thì như vậy nó yêu cầu cái gì thì các bạn chỉ việc sử dụng kỹ thuật debug, chúng ta kích vào đây, nó yêu cầu là cần phải khởi tạo giá trị cho biến n, chúng ta chỉ kích vào đây thôi. Các bạn lực lên trên, các bạn sẽ thấy là nó tự động thêm vào là đối với n mà được sử dụng trong trường hợp này thì chúng ta phải khởi tạo khi khai báo là n bằng 0 luôn. Bây giờ chúng ta chỉ tiến hành chạy chương trình. Giả sử bây giờ mình nhập vào là 2 thì máy sẽ yêu cầu nhập lại 4, nhập lại trừ 3. Thì vẫn nhập lại tuy là số lẻ nhưng mà lại không phải nguyên dương. Giờ mình nhập vào là 7 thì đương nhiên là nó sẽ đi ra và nó tận luôn là cộng từ 1, 3, 5, 7 cộng lại thì sẽ là 16. Thì đó chính là cách sử dụng cái vòng lặp while đối với cái vòng lặp mà không xác định được trước cái số bậc lặp.
À, và chúng ta chuyển tới cái nội dung cuối cùng, đó là làm sao để mà chúng ta thay đổi một cái dạng 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu lần như thế này bằng một câu. Thì cái cách thay đổi tương ứng như sau. Chúng ta có thể cái câu lần if ở trên nó sẽ tương ứng với cái câu lần ở sau. Ở đây mình sẽ kiểm tra giá trị flat, mình sẽ tiến hành gã bằng cái điều kiện logic, đó là n phải là lớn hơn không và n12 phải khác không. À, thì chúng ta cắt giãn cho nó mò. À, nếu đúng thì chúng ta cho giá trị true, còn nếu sai thì chúng ta cho giá trị false. Thì cái câu lệnh này nó tương đương với cái câu lệnh là cái dạy câu lệnh if else ở trên, tức là nếu điều kiện này thỏa mãn thì nó gán giá trị sau dấu hỏi, còn nếu điều kiện này không thỏa mãn thì nó gán giá trị sau dấu hai chấm, và chúng ta chạy lại chương trình thì nó ra kết quả vẫn tương tự 20 trừ 9, vẫn phải yêu cầu nhập lại, và bây giờ chúng ta nhập 9 chẳng hạn thì nó sẽ ra kết quả là 26. Và cái bài học của chúng ta về cái vòng lặp while hôm nay đến đây là kết thúc.